Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo từ Sunan. Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn JCS đã cho biết là Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông vào hôm thứ Tư, khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố là sẽ phát triển lực lượng nguyên tử với tốc độ nhanh nhất có thể. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã tuyên bố đây có thể là một hỏa tiễn đạn đạo. Dù vậy, các thông tin chi tiết về thông số của vụ phóng, bao gồm tầm bay và độ cao, vẫn chưa được công bố. Đây là vụ thử vũ khí lớn thứ 14 của Bắc Hàn trong năm nay và diễn ra chưa đầy một tuần lễ trước lễ nhậm chức của tân tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Suk-yeol, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5. Ông Yoon được cho là có quan điểm cứng rắn với miền Bắc hơn là tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 4, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Hàn, thì chủ tịch của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã tuyên bố là sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển kho vũ khí nguyên tử của nước này. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn cũng cho biết là nhiệm vụ cơ bản của lực lượng nguyên tử Bắc Hàn là răn đe, nhưng việc triển khai lực lượng này không thể bị bó buộc vào một nhiệm vụ duy nhất. Người Cuba trồng san hô khôi phục dạng san hô ốm yếu với ngân sách eo hẹp. Một nhóm nhỏ các hướng dẫn viên lặn người Cuba làm việc với ngân sách eo hẹp và những chiếc phao vớt được từ bãi biển đã khởi động một dự án quy mô nhỏ để phát triển san hô và trồng lại chúng với hy vọng là khôi phục một mảng rạn san hô của Cuba. Luis Muno, một trong những người đứng đầu dự án, lớn lên như một ngư dân gần đó và nhìn thấy những dạng san hô yêu quý của mình bên ngoài cửa cảng Matanzas trên bờ biển phía bắc của Cuba. Từ từ suy giảm và cá thì lại khan hiếm trong gần 3 thập kỷ. Muno và nhóm của anh ấy quyết định khôi phục lại dạn san hô. Để biến điều đó thành hiện thực thì Muno cùng với những người hướng dẫn lặn đồng nghiệp và học sinh khu vực lân cận 3 năm trước đã trang bị ống thở và thiết bị lặn và bắt đầu thu thập những mảnh san hô rải rác dưới đáy của đại dương sau những cơn bão lớn. Với sự tư vấn của từ Thủy cung Quốc gia Cuba thì chương trình môi trường Cuba Ecovalo và Internet cộng với khả năng ứng biến, nhóm nghiên cứu bắt đầu treo những mảnh vỡ đó lên trên cành của những cây dưới nước làm từ ống nhựa cũ. Muino nói những mảnh san hô được hỗ trợ bởi dây câu vàng vớt từ bãi biển, phát triển nhanh chóng và sau đó được trồng lại trên dạng san hô, được neo bằng đinh đóng vào đá. Kính thưa quý vị, Nga nói lính Ukraine ở nhà máy Azovstal bị vây chặt. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã nói lực lượng Ukraine đã cố thủ trong nhà máy ở Mariupol, bị bao vây chặt và nhiều lần phớt lờ đề nghị đầu hàng. Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao, số lính còn lại trong nhà máy thép Azovstal đã bị bao vây chặt dọc theo toàn bộ chu vi khu công nghiệp này. Nga nhiều lần đã đề nghị những người theo chủ nghĩa dân tộc trả tự do cho dân thường và hạ vũ khí đầu hàng, bảo đảm họ được cứu sống và đối xử tử tế phù hợp với quy tắc luật pháp quốc tế, nhưng họ đều phớt lờ. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu vào ngày hôm nay đã cho hay. Ông Shoigu cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục những nỗ lực tại nhà máy Azovstal. Ông cũng cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã tiếp tục bơm bom vũ khí vào Ukraine bất chấp những cảnh báo của Nga. Trong báo cáo hoạt động được công bố trong ngày hôm nay, thì Bộ Quốc phòng của Nga cho biết là các lực lượng nước này đã vô hiệu hóa 6 ga đường sắt ở Ukraine đã được sử dụng để vận chuyển vũ khí nước ngoài cho lực lượng Kiev. Bộ cũng đã khẳng định là đã đánh trúng 40 mục tiêu ở Ukraine, trong đó có 4 kho đạn. Mỹ muốn nội Hội đồng Bảo an biểu quyết chế tài Triều Tiên. Hoa Kỳ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết trong tháng này để trừng phạt Triều Tiên thêm vì tái tục các vụ phóng phi đạn đạn đạo. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield tuyên bố ngày 3 tháng 5. Tháng trước, thì Mỹ truyền tay một bản thảo nghị quyết sơ khởi trong hội đồng gồm có 15 thành viên, đề nghị cấm thuốc lá và giảm phân nửa lượng dầu xuất khẩu sang Triều Tiên, cũng như đưa vào danh sách đen nhóm tin tặc Lazarus. Tuy nhiên, thì Nga và Trung Quốc đã tỏ ra dấu hiệu phản đối gia tăng chế tài đối với việc Bình Nhưỡng trong tháng 3 phóng một phi đạn đạn đạo lên lục địa, vụ phóng thử đầu tiên từ năm 2017 tới nay. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần 9 phiếu thuận để thông qua và không có phủ quyết bởi Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh hay Mỹ. Chúng tôi có kế hoạch xúc tiến nghị quyết đó trong tháng này. Đại sứ Linda Thomas Greenfield cho biết, Triều Tiên đã né thành công một số chế tài của Liên Hợp Quốc theo như các nhà giám sát độc lập.
Những người báo cáo hồi tháng 2 cho rằng các cuộc tấn công tin tặc trong lĩnh vực trao đổi tiền ảo đã mang về cho Bình Nhưỡng hàng trăm triệu đô la. Ông Tất Thành Cang ra tòa phúc thẩm Satiko vào ngày 5 tháng 5. Kính thưa quý vị, cựu phó bí thư thường trực thành ủy của thành phố Sài Gòn Tất Thành Cang cùng với 9 người khác sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 5 tháng 5 trong vụ án công ty Satiko bán rẻ 9 triệu cổ phiếu gây thất thoát hơn 669 tỷ đồng của nhà nước. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố vào hồi tháng 1 vừa qua, ông Tất Thành Cang đã bị tuyên án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc công ty IPC, bị tuyên án 20 năm tù về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 3 năm, 6 tháng tù đến 16 năm tù về một trong các tội danh hoặc là hai tội danh vừa nêu trên. Sau đó thì có 10 bị cáo nộp đơn kháng cáo, bao gồm ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thành phố Sài Gòn, cho rằng mình không phạm tội. Ông Cang cho rằng hậu quả của vụ án là do việc làm, báo cáo không trung thực, gian dối của đại diện vốn văn phòng thành ủy thành phố Sài Gòn tà Sadeco. Theo bản án sơ thẩm, 20 bị cáo đã sai phạm trong phát hành và chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho cổ đông chiến lược công ty Nguyễn Kim, nhưng không thẩm định giá, đấu giá, đã gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho nhà nước là hơn 669,6 tỷ đồng. Tin tức trong nước Việt Nam, ca sĩ Sơn Tùng MTP sẽ làm việc với thanh tra Bộ Văn hóa về MV mới. Ca sĩ Sơn Tùng MTP vào ngày 5 tháng 5 sẽ có cuộc làm việc với thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về MV ca nhạc There is no one at all, tạm dịch là không có ai cả. Truyền thông nhà nước ngày 4 tháng 5 dẫn xác nhận của ông Phạm Cao Thái, tránh thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể dục, Thể thao, Du lịch Việt Nam như nêu trên. MV ca nhạc vừa nêu của ca sĩ Sơn Tùng MTP bị cơ giới chức năng cho là có nội dung cổ vũ cho hành vi tự tử khi trong phân cảnh cuối, nam ca sĩ có hành động gieo mình từ trên cao xuống. Nhiều ý kiến chỉ trích rằng hành vi tự tử trong MV này có thể sẽ tác động xấu đến tâm lý của trẻ em, nhất là trong bối cảnh thời gian vừa qua báo chí đã đưa tin về hàng loạt các vụ học sinh tự tử ở Việt Nam. Cơ giới chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ MV khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi MV này được phát hành trên kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ hôm 28 tháng 4. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cuối. Đại học UCLA kêu gọi ghi danh tham gia nghiên cứu ung thư. Đại học UCLA kêu gọi mọi người ghi danh tham gia nghiên cứu ung thư do Viện Y tế Quốc gia NIH tài trợ, và mỗi người sẽ được một thẻ quà tặng điện tử trị giá 90 Mỹ Kim cho sau khi hoàn thành. Thông cáo báo chí của ban nghiên cứu đã cho biết như vậy. Và nghiên cứu này hiện do tiến sĩ Jacqueline Kim, là một học giả do Viện Ung thư Quốc gia NCI thuộc NIH tài trợ và đang thực hiện nghiên cứu tại khoa tâm lý học của Đại học UCLA. Nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người Hoa Kỳ gốc Á Châu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư di căn, tức là ung thư đã lây lan từ nơi bắt đầu đến một bộ phận xa khác của cơ thể, thường được gọi là giai đoạn 4. Nghiên cứu có tên là Describing Asian American Wellbeing and Needs in Cancer, viết tắt là DAWN, được khởi đầu vì có rất ít các dự án đề cập đến quá trình sinh sống với ung thư di căn, và người Hoa Kỳ gốc Á không được nghiên cứu nhiều trong lịch sử các nghiên cứu được Viện NIH tài trợ. Những người tham gia nghiên cứu của DAWN hoàn thành một cuộc điện đàm dài từ 10 đến 15 phút để trả lời các câu hỏi về nhân khẩu học và lịch sử ung thư, một cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại, qua Zoom khoảng 1 giờ đồng hồ và một cuộc khảo sát trên giấy trực tuyến khoảng 30 phút. Người tham gia sẽ nhận được một thẻ quà tặng điện tử trị giá 90 Mỹ Kim sau khi hoàn thành nghiên cứu. Để biết thêm thông tin về nghiên cứu DAWN, xin vào trang web https://dawnstudy.cycle và hay liên lạc với các nhóm nghiên cứu hoặc là tham gia, xin vào trang web của đường link là
dawnsspsych.ucla.edu hoặc là qua điện thoại số 213-537-9209. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm và đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.